Thưa quý vị, như đã đề cập trong các chương trình trước, so với thời điểm trước đó, nguồn hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, từng lúc từng nơi vẫn còn tình trạng thiếu hàng cục bộ, nhất là tại các cửa hàng bán lẻ. Để có được nguồn hàng, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đã nỗ lực tìm kiếm nguồn cung nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu đối với mặt hàng thiết yếu này. Mặc dù vẫn có những khó khăn nhất định, thế nhưng đại diện công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đơn vị vẫn cam kết bán đầy đủ số lượng, chất lượng và cung cấp đủ 100% cho khách hàng tiêu dùng. Đặc biệt là tại 8 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc công ty sẽ mở cửa, đóng cửa đúng giờ quy định, không khống chế số lượng xăng khi khách đến đổ. Công ty cũng có một kế hoạch là nhập khẩu một lô hàng rất là lớn để cung cấp đủ cho thị trường. Đối với những cái nhượng quyền bán lẻ là cam kết bán từ đủ số lượng hợp đồng so với mà ký với công ty, đồng thời là nếu những tình huống khó khăn quá sẽ cung cấp vượt từ 10 đến 15% cho những nhượng quyền bán lẻ. Nằm ở vị trí đầu khu công nghiệp Trà Nóc nên cửa hàng xăng dầu Trà Nóc trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu STS Tây Nam Bộ cũng tuân thủ các quy định về niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết, cũng như thời gian bán hàng từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Nguồn cung thì của công ty mẹ đã gót xuống đây rồi, thì bảo đảm cái nguồn hàng đó, cửa hàng mình cũng hoạt động theo quy chế của công ty. Còn theo đại diện chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro tại thành phố Cần Thơ, ở khu công nghiệp Trà Nóc 2, hiện lượng hàng tồn kho của đơn vị là khoảng 1.138 mét khối xăng dầu, trong đó xăng là 1.000 mét khối. Tuy có hạn chế trong thời điểm này, nhưng dự kiến sẽ dồi dào hơn trong vài ngày tới do các nguồn hàng đang trong quá trình nhập về kho tại thành phố Cần Thơ. Đơn vị cam kết không để đứt nguồn hàng bằng mọi giá cho các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống và nhượng quyền. Đối với thương nhân phân phối thì theo chỉ tiêu bình quân sản lượng của 2 tháng liền kề. Qua nắm tình hình thực tế tại thương nhân đầu mối và cả thương nhân phân phối, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong điều kiện tình hình xăng dầu có nhiều biến động. Đặc biệt là việc các đơn vị cung ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng, tình trạng thiếu hàng cục bộ ít xảy ra. Mang tính đi kiểm tra, tuy nhiên là chúng tôi là luôn luôn là động viên, nhắc nhở là cái tinh thần trang trong cái thời điểm khó khăn thì là các cái doanh nghiệp cũng như các cửa hàng là cùng đồng hành với thành phố để chia sẻ những cái khó khăn chung và đảm bảo làm sao để mình cung cấp phục vụ để cái hoạt động bình thường cho người dân cũng như cho doanh nghiệp. Trong cái hướng tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền, cổ động, động viên cho là các cái là thương nhân để mà chấp hành đó. Một mặt là kiểm tra, nếu có vi phạm mà chúng tôi sẽ xử lý cương quyết. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiêu dùng và sản xuất. Do đó, cùng với việc tăng cường kiểm tra giám sát của ngành chức năng, thì việc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nỗ lực linh hoạt đảm bảo nguồn cung trong thời điểm hiện tại sẽ giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm hơn trong lúc thành phố Cần Thơ đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.